sao tiếp nữa. Dạ, tiếp nữa. Cái thì là đo rồi. Không được. À. Cô chưa chọn nữa. Em chưa chọn về kìa. Có nhớ không? Report này. Dây thất trái mình kiểm tra mặt cắt này coi đúng là dày không thì thấy cũng dày ha. Rồi chủ hai ở chủ hai hai lá đo vena công tắc ta đó thì mình sẽ này có vẻ như hở hai lá nè, mình thường đo khi mà hở nó nặng đó, hở nặng còn hở chút chút thì đây đó, cho là này đi ha, sẽ đo ngay cái dòng hở, dòng hở đó. Mà lúc cái
lúc cái van nó đóng khung kính đó. Đó, mình đo vena contracta là cái đó. Rồi ở chủ có hai lá một phần tư, hai lá một phần tư, chủ một phần tư luôn. Thì thí dụ như cái này thì bình thường mình sẽ đo cái quai đây, nhưng mà nếu phình hay giãn gì đó thì mình phải đo đầy đủ để mô tả. Đây là đoạn gần nè, động mạch chủ xuống đoạn gần DAO ha, và proximal đó là đoạn gần, còn này arch. Rồi từ cái này á, có thể mình đưa qua mình thấy cái lên nữa. Đó, ví dụ như cái lên đưa qua đây nè, cái ca này thì đó, đưa cái lên đây, nếu mà phình đó lên mình kiểm tra lại mà cách này đúng phình không. Và thêm nữa là cái phổ động mạch chủ lên đó, là mình để bên này nè, thì là phổ của cái góc tại cái van đây nè, cái van động mạch chủ đây nè, mình có thể đo vận tốc kiểm tra. Còn qua với lại cái phổ của vận tốc động mạch chủ lên, nếu hẹp á, hẹp là cái này nó cao lên nè, hẹp trên, hẹp coi như là trên van đó, là mình sẽ kiểm chứng đó. Còn này là động mạch chủ xuống nè, đó, phổ động mạch chủ xuống, hẹp eo đó ha, nhớ hẹp trên van nha, là mình sẽ đo này đó. Nhiều khi mình đo vậy nó ủa sao này là bình thường nè, ủa sao thấy nó cao, là coi chừng có hẹp trên van đó. Còn nhưng mà ở đây các em thấy là khi mà mình để tới đây là động mạch chủ xuống tới đây thôi, nhiều khi nó phình cái đoạn xa này, mình phải coi mặt cắt ở dưới bụng này, để ví dụ như nó phình ở đây.